hai chào các con rồi nha. Thì bữa nay mình tới giữa chim ở gần ngã tư cây me. Giữa này là giữa Chinh Vũ nha mọi người. Thì anh em nào muốn biết con thú con thú cá bang nó giống như con thú nào ở vùng nào, ở đây có con, nói chung là mình cũng không biết đâu mọi người, nhưng mà thú này là thú Quảng Nam. Hiện đây là mình chỉ mối bà lấy thôi. Đó mọi người thấy cái má khá là bự ha. Nhưng hồi sự không phải là cá bang nha, nó là thú Quảng Nam nha mọi người. Đó, nó nhìn y chang con cá bang luôn không tư. Anh em nào chơi cá bang thì nhìn sẽ biết. Đây, má khá là to ha. Mọi người nhìn không biết là nhìn nó hao hao giống con bò vậy ha. Nhưng mà không phải ha. Đây. Nói chung là mình thấy con này khá là đẹp, bự con rồi mọi người. Yếm bự cho bả lửa luôn nè. Má cũng to nữa. Tất cả chim đều bao trống nha mọi người. Đây nè, có cả hàng máy, nói chung là nhiều lắm rồi. Chờ lửa nè, phun máy nữa, mình đẹp. Quạch tía rồi đầu đen, quạch trắng, đầu vàng, gì ta lả sang hầu, có chớp, có cặp phụng hoàng đất nữa mọi người. Đây, có con bù châu chó. Nhiều người thì gọi đây là con mi đất, nhưng mà mình thì mình hay kêu bằng con bù châu chó. Thì mình thấy đa số miền Việt ở đây thì nó như thế này, nhiều người họ tới họ mua về họ làm thịt cho em bé ăn mọi người. Mình không biết nó có bổ hay cái gì không, mình không biết, nhưng mà mình thấy như vậy cũng khá là tội. Con này cũng quắc rồi. Nói chung tại do là dòng này mình không có chơi, mình cũng biết. Con này là con quắc đúng không chị? Đúng rồi mọi người, con này là con quắc. Nó hết nước rồi nè. Có đà đà máy nè mọi người. Mình quay cho bả thì bả kêu mình quay nó lòng lên đây đâu mọi người, lòng về nhiều lắm. Bả mới về lòng. Quay xong dài quá hồi em bắt về luôn á nha. Nói chung lòng thì anh em tới đây thì bả cứ ghi giá hết rồi mọi người. Em ghi giá thôi. Lòng các kiểu luôn. Máng bội gà, vỗ gà gì tá lả sang ngầu á. Chứ đồ câu cá cũng có luôn rồi mọi người. Thì thường thì mình hay ghé vô chim mua đồ lắm mọi người. Mấy vựa chim khác mà ít mua lắm. Tại đây gần nhà. Với lại bên vựa chim này thì bán ok hơn. Mọi người nhớ nha, hai bên có hai, ở kế bên nha, có hai vựa chim nha. Cái vựa chim kia thì mình không có chơi. Mình chơi bên vựa chim này thôi. Chích màu quá trời luôn nè. Có chợ hang nữa nè mọi người. Con này bự con mà dính phân quá trời. Wow, con mung này đẹp nè mọi người. Mình quay gần lại cho mọi người xem nè nha. Đây đây đây, chân cực hồng nha. Đó 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 mọi người thấy không. À, mắt đỏ mình tưởng mắt đen. Mắt đen luôn là hơi bị viết đó nha. Con này mình quay cho mọi người xem. Con này mình thấy là móng mỏ đầy đủ luôn rồi. Con này anh em nào mà thích thì tới đây bắt được nè. Con này mình thấy đẹp. Nó bà con lửa vip lắm mọi người.
và nói là bán được, bà cho tiền mình cà phê nữa để mình lại mình xem phải coi. Đây mọi người, con này nhiêu chị? Con này 7 triệu nha mọi người. Đuôi nó nhiều à? Đuôi 22 yếu. Tí nữa mình quay trước cửa dựa chim cho mọi người xem ha, chứ để mọi người nói thì cứ gọi điện thoại cho mình không biết được đâu. Anh em cứ tới rồi nói, còn không thì nói cứ nói thằng Trung chim dẫn ta chỉ tới đây là được. Đó, chim thì có nhiêu đó thôi. Giờ mình sẽ ra quay trước cửa cho mọi người xem ha. Wow, bẫy gì đây, quá trời vậy. Này giống bẫy chuột quá à. Nè dựa. Một bác héo các bạn hiểu rồi mọi người ơi. Đây, cái dựa chim kế bên không phải nha. Cái dựa chim này nha mọi người, nhớ dựa chim này nha. Dựa chim này là kế bên cái quán quán của Út chấp dịch nha. Đó, bên kia đường ở đây. Qua đây, ngã tư cây me là hút trên đó mọi người. Ngã tư cây me mọi người xuống đây. Thì là cách cái dựa chim kia rồi qua đây. Còn không anh em từ dưới ngã tư vỏ cái nghiêng ngược lên qua vòng bên đó qua đây ha. Đây, mình vô tông lại đó. Mọi người nhớ nhớ nha, cái dựa chim này nha. Ở đây trứng kiến thì lúc nào cũng có đó, cho nên là mình sướng mọi người, mình ở đây là lúc nào có trứng kiến đó mình cho chim ăn đó. Con cá nồng nặc. Mấy con này là để câu cá mọi người. Ok, sau của trứng kiến nhiều quá trời luôn á nha. Có cả trùng. Đây, ghế nè. Hình như mấy cái này mới đóng lại đúng không chị? Cái này mới đóng lại đúng không? Đó, anh em khách gì cứ tới cái dựa chim này mà mua. Còn anh em muốn được giảm giá là khuyến mãi bất cứ gì không biết, mọi người có thể là nói tên mình ra thì có thể là bảo sẽ bán với giá gốc và bán bớt anh em một xíu. Chạy con mung đó nhiêu chạy? 3 đi vô thông kia luôn rồi. Vậy nên là khách thì cứ tới đây ha, còn không thì để có gì mình hỏi lại rồi xong giá thì mình sẽ báo sao cho mọi người.